đến với Cồn Thế Sơn. Chắc hẳn các bạn sẽ đến với một chuỗi dịch vụ du lịch của sông nước miền Tây vô cùng hấp dẫn và đặc sắc. Đặc chất của miền sông nước với vùng đất Tứ Linh, Long Lâm Vi Phụng của hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Không những thế, Cồn Thế Sơn còn có những điểm check-in rất là chill dành cho những ai thích chụp ảnh check-in. Một trong những điểm đang hot nhất trong thời gian gần đây đó là khu vườn màu tím của Mạnh Trần, là một điểm check-in không thể bỏ qua khi du lịch Cồn Thế Sơn. Xin mời các bạn cùng mình check-in ở đây xem có gì đặc biệt hơn so với căn nhà màu tím nổi tiếng tại Cần Thơ không nhé. Hey, xin chào các bạn. Trước mặt chúng ta là khu vườn màu tím Mạnh Trần của Cù Lao Thái Sơn, tỉnh Tiền Giang nha các bạn. Trong video mới ngày hôm nay mình tiếp tục đến đây để chia sẻ đến các bạn một điểm check-in du lịch rất là hot trong thời gian gần đây. Nào xin mời các bạn cùng mình tiến vào bên trong để trải nghiệm không gian khu vườn màu tím Mạnh Trần này nhé. Mua vé trong em. Dạ anh, để cho mua vé mình đi tham quan vườn tím không không anh? Đây là phòng vé. Rồi, 500 vé này ra mình đổ được một phần nước từ thọ. Còn nước ở trong không ngoài? Mình ra đây mình đổ nước ở đây ha. Không gian bên trong có một cái quầy tre, mấy trái dừa. Ồ, có cái cổng làm đẹp quá. Khu du lịch Mạnh Trần, khu vườn màu tím. Này, giữ đơn hồi ra đó đỏ. Này, có mấy cái tiểu cảnh đúng không? Dễ thương quá. Có một cái lối đi cũng màu tím khá là chiêu. Căn nhà màu tím. Cái bên này có mấy cái không gian đẹp quá, cũng tình yêu. Cái cầu qua. Cái
tiền, chụp mình cho mình tiền. Nè có cầm nón không? Ồ đây có mấy cái cầu thang lên phía trên. Qua đây có đường lên trời nè Tiền ơi. Vô vàng góc sống ảo luôn các bạn ơi. Đường lên trời. Hay làm cái cầu giống như cầu Mỹ Thuận. Tấm này đẹp nè. Cái nè, chụp đi. Đeo anh. Góc nào cũng đẹp cả. Ở đây thì người ta tạo ra rất nhiều tiểu cảnh và không gian để chụp ảnh nha các bạn. Nơi tình yêu bắt đầu. Cái bên trong này tạo cái view cũng khá là đẹp các bạn. Không gian nè, có ghế ngồi. Rất nhiều tiểu cảnh đẹp các bạn ơi. Thì điểm check-in này cũng rất là dễ tìm nhé các bạn. Thì cồn Thới Sơn này thì nằm giữa đoạn cầu Gạch Miễu nha các bạn. Nếu chúng ta đi từ Mỹ Tho hướng về qua bên trời hôm nay có ngôi nhà mát Bến Tre thì qua cầu Gạch Miễu thì đến cái đoạn giữa thì có hai ngã rẽ xuống cồn Thới Sơn nha các bạn. Cái cầu ở cồn Thới Sơn này là rất nhiều dịch vụ du lịch của dùng sông nước qua các cồn của Tứ Linh, Long Lân, Quy Phụng các bạn. Từ đây sẽ có những cái tour để chúng ta đi hết bốn cồn luôn các bạn. Men theo nó đi là rất nhiều cái lồng đèn đó các bạn. Vị trí rất là mát mẻ. Căn nhà màu tím của cồn Thới Sơn nha các bạn, chứ không phải căn nhà màu tím của Cần Thơ. Không gian bên đây nữa nè, rất nhiều view. Quá chiều luôn rồi. Trong đây có cảnh nhà cũng quá đẹp luôn. Xe cũng màu tím luôn. Đẹp quá các bạn ơi. Rồi đây có một cái view cực chiêu luôn. Kiểu như một cái vùng lưới. Quá đẹp. Công chúa mới được nằm trong đó đó.
quá đẹp. Quá mát mẻ luôn. Nguyên một cái dàn ghế để nghỉ ngơi nè, quá hấp dẫn luôn. Wow, khu vực này là vườn nho nè các bạn ơi. Wow, nó trái nhiều trái luôn nè, quá chiêu. Trái nhiều quá, nho trái nhiều quá. Kiểu cảnh cây. Cây nào cũng màu tím. Nho ở đây trồng mà có trái hay hết ta. Quá trời, trái đều quá. Đây tiểu cảnh là mấy cái gốc bếp kiểu nhà quê. Biết đàn không? Đàn thử coi con. Đàn thử cho chú nghe coi. Uống trà đi. Ừ, gót ra. Trời ơi, gành dữ ta. Có không? Có trà không? Dạ. Có hả? Ừ. Con biết cái này là gì không? Ừ? Cái đó con biết cái kêu bằng gì không? Cái gáo dừa để múc nước. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi. À. Ở phía vườn nho này thì đặt rất nhiều võng để chúng ta có thể vào đây nằm thư giãn ở dưới vườn nho này, rất là mát mẻ luôn các bạn. Ở đây là không gian bên vườn hoa nè các bạn, tạo một số tiểu cảnh ở bên cái vườn hoa, chen lẫn qua hướng dương luôn nè. Đẹp quá. Qua hướng dương. Trời ơi, đây nguyên một cái xe hoa. Bên này nè các bạn. Tạo ra một cái võng khá là chiêu luôn. Mình sẽ tiếp tục đi vào bên trong để xem tiếp cái không gian phía bên trong nữa. Số
số tiểu cảnh nhỏ nhỏ khá là dễ thương. Có cây cầu. Chụp đi, chụp cho cháu đi, đứng yên cho ba chụp đi con. Cái này là cái bông hoa màu, cái tim màu tím. Tim màu tím à? Không, cái tim ung kìa kìa kìa. Đây là khu vực ăn uống rồi các bạn. Ta có thể ăn uống ở trong khu vực phía bên này. Không quê. Rất là mát mẻ. Rồi cho em qua. Ở đây là không gian phía bên trên nè các bạn. Được trang trí mấy nhang này với vô số những chú heo con đủ màu hết trơn. Tạo ra cái view để chụp ảnh được nè các bạn. Không gian phía trên lầu nè các bạn ơi. Wow. Tạo một cái mái nhà đẹp quá. Đây. Góc nhìn qua phía bên không gian phía bên dưới rồi phía bên kia luôn nè các bạn. Quá nhiều góc đẹp luôn các bạn ơi. Theo mình nhận thấy thì đẹp hơn ở bên Cần Thơ nhiều nha các bạn. Được thiết kế rất nhiều tiểu cảnh. Quá chiêu luôn các bạn ơi. Wow. Khúc kia. Nguyên một chiếc thuyền hoa luôn. Oh. Các bạn nhìn kìa, quá đẹp. Ồ, góc này cũng quá chiêu luôn. Đẹp quá các bạn ơi. Đây nè, phía bên trong đó nè. Như một cái vàng mốt ở phía trên luôn.
một cây cầu dây dăng nè các bạn. Ồ, góc này cũng đẹp quá luôn. Quá trời. Một ngôi nhà nhỏ chiêu chiêu. Một cây đàn tranh, một cây đàn guitar hả? Đẹp quá. Ồ, có một nhóm du khách bên dưới đang chết lên những góc ảnh đó. Quá đẹp. Quá vui luôn. Chết rồi, chết rồi. Tôi không xuống cái. Quá đẹp. Mấy chị chụp hình quá là vui luôn các bạn ơi. Nguyên một đoàn mười mấy chị. 1, 2, 3 cười. Quá trời đẹp luôn rồi. Bước qua chút xíu. Đó. Lên, lên, lên. Còn bà này đánh đâu hả?
Rồi 1 2 3 cười. Tạo dáng luôn. Rồi quá trời đẹp luôn. Ai cũng đẹp hết. Ai cũng dễ thương. Rồi chụp ngang luôn, chụp ngang luôn, đúng rồi. Đúng rồi, chụp ngang lấy hết luôn. Lấy hết luôn, lấy hết luôn. 1, 2, 3. Cười. Tạo dáng luôn. Rồi. Quá trời đẹp luôn rồi. Vui quá à. Mệt. Đây có cái thang vô cực nữa. Video chia sẻ một điểm check-in khu vườn màu tím Mạnh Trần tại Cồn Thới Sơn. Mình cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành thời gian xem video của mình. Và nếu thấy thích nội dung của video, xin giúp mình cho mình một like, một share và một đăng ký kênh để giúp kênh ngày càng phát triển nữa nhé. Và sau video này, xin gửi đến các bạn và anh chị gần xa, nếu có dịp đến Tiền Giang, hãy đến nơi đây trải nghiệm một lần nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn và anh chị trong video tiếp theo.